hoang mang, lo lắng. Đó là tâm trạng chung của các bệnh nhân và người nhà đang ở tại xóm ung thư ở đối diện Bệnh viện Ca Tân Triều Hà Nội khi bệnh viện ca phong tỏa. Tôi ở nhà trọ từ ngày 4 tháng 5. Thì giờ mà bệnh viện thế là tôi cũng hơi buồn ở trong người vì quê nó thì ở xa mà bệnh thì chưa chữa được, bây giờ là có cái gì thế nữa. Chấp hành nội quy của nhà nước là không di chuyển khỏi nơi trú. Và họ nhà trọ đã cho tôi đi xét nghiệm. Ngay sau khi lệnh phong tỏa được ban hành, bệnh viện ca đã kích hoạt các phương án phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Lãnh đạo đại diện bệnh viện cũng cho biết bệnh viện đã liên hệ với Sở Y tế các tỉnh thành, các chuyên khoa chữa ung bướu gần nhất để có các biện pháp tiếp tục theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân theo phác đồ. Tại bệnh viện, lực lượng chức năng túc trực thường xuyên, hàng quán xung quanh khu vực bệnh viện đóng cửa, nghiêm túc chấp hành yêu cầu phòng dịch. Hiện công tác hậu cần bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết cho khoảng 4.000 người đang cách ly đã được lên phương án cụ thể. Việc tiếp tế đồ dùng cho người bị cách ly cũng phải theo quy trình và đúng yêu cầu của viện. Sau khi mà bệnh viện ca đã phong tỏa thì y tế Kiến Hưng là cái thứ nhất, việc đầu tiên là sang rà soát tất cả các đối tượng. Cái thứ hai như là lập ngay các danh sách những người bán hàng trước cổng bệnh viện ca, là lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức. Những người ra vào bệnh viện ca này để lấy mẫu xét nghiệm. Cũng theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện, ngay sau khi phong tỏa, bệnh viện đã tiến hành chuyển tất cả người bệnh nặng về điều trị tại khoa hồi sức tích cực trong khu riêng biệt. Vì thế, đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến chăm sóc, điều trị cho người bệnh đang cách ly tại đây vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bệnh viện.